sống ở bên Georgia, trà đi hiking đã nói về cái chuyện mà anh ta đã được cứu, được cứu từ ở ngay cái chỗ mà núi lửa xảy ra. chuyện này là xảy ra nằm ở môn Guatemala. Anh ta nói cho biết mới vừa lần rồi anh ta đi qua Guatemala là chơi đi hiking, đi hồi tháng rồi anh ta đi chung với cái nhóm người đi hiking, rồi sau khi đó là anh ta biến thành đi một mình. Anh ta chợt chân rớt từ trên xuống khoảng chừng 40 feet. À, 400 feet nha. Anh ta tưởng đâu là xong rồi, rớt xuống bị thương rất là nặng. Bị té xuống rồi đó, cái dai cũng bị thương, rồi cả luôn cái kidney cũng bị thương rồi điện thoại hội chết queo well rồi gọi hết được anh ta đã ngủ ở trong những cái hang bốn ngày liên tiếp rồi sau khi đó thì anh thấy ngủ trong hang nó cũng không khá cho lắm cho nên anh trèo lên cây ngủ nó là cái chỗ mà khá nhất À, một là ngủ trên cây hay là nằm ở dưới đất nằm ngủ Cho nên lúc đó thì trèo lên trên cây cho nó khá nhất à, Tôi đây rất là ghét những cái con nhện nhện Hoặc là bất cứ cái con bớt gì đó tôi đây rất là ghét Ở ngay Guatemala đó Toàn là những con bớt đầy hết trơn À, anh ta đây là có uống khoảng uh, chừng uh, 4 cup of water. Anh ta nhờ uh, còn sống, đó là nhờ ăn cái peanut butter, uh, cái sandwich đó và những trái chuối. Đó là những cái đồ mà ảnh đem theo ở ngoài sau lưng khi mà đi hiking, bỏ vô trong cái giỏ sau lưng để đem theo đi ăn khi đi bộ trên núi. Nhờ có nó mà vẫn còn sống và anh ta cũng có đồ ăn để mà chia sẻ cho cái con chó cái con chó mà ảnh đã nhìn thấy có một con chó lang thang ở trên núi kiểu vậy à đây là khi mà ảnh dẫn con chó đi bộ như vậy trên núi khi mà ảnh nghe được cái tiếng mà nó sủa có nghĩa trước mặt có nghĩa là nhiều khi ảnh đã đi lộn đường cho nên nghe theo lời con chó đi vòng qua đường khác. Bạn của anh anh Johnny à, đã báo cho biết là anh ta bị mất tích. Rồi bạn ảnh đã trở lại cái base camp, rồi lúc đó báo đủ hết, rồi lúc đó có cứu hộ đã đưa người đi cứu. Đã đi kiếm vòng vòng đủ hết mấy ngày trời, kiếm không được. rất là hên là cái anh này ảnh đi vòng vòng sau khi đó anh kiếm được tự nhiên thấy được con đường mòn ảnh đi trên ngưỡng con đường mòn đó rồi sau khi đó là mới gặp được cảnh sát à đây rất là mừng khi thấy được con đường mòn là ảnh đã biết được là mình đã đi đúng đường đó để mà gặp những cái người đi làm ở đó rồi họ thấy gì gọi cảnh sát giúp cho ảnh đây là anh này là đi qua bên Guatemala đi chơi. Guatemala là, là bên Mỹ đó. Đi hiking ở trên núi ngay cái chỗ mà nó có núi lửa. Đó là đi chơi ở trên đó mà kết cuộc là bị đi lộn đường. Rồi sau khi đó anh chia ra không đi chung trong cái đốm. Tám người anh đi chung rồi ảnh chật chân anh té luôn xuống núi. Thì, thì kết cuộc vẫn còn sống đó. ảnh kể cho nghe. Đó là của đài abc news báo cho biết lucky guy nhà very lucky còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình cảm này đây là của đài mbc news báo cho biết đây là chuyện xảy ra nằm ở bên arlington virginia cái nhà chỗ này bị nổ tan tành lúc đó là first response bỏ chạy và first response đã chạy những cái nhà xung quanh kêu người ta rời khỏi cảnh sát lại gõ cửa nhà kế bên la lên cảnh sát department police department phải cần mọi người rời khỏi rời khỏi nhà ngay lập tức à rời khỏi nhà ok rời khỏi nhà ngay lập tức đây chúng ta xem lại một lần nữa, nằm ở một cái góc cạnh khác. Oh, wow. Cảnh sát báo cho biết cái xe của cảnh sát đây sắp sửa đụng vô ngay cửa sổ chỗ này. Nhưng mà cái nổ, đây là cái nổ trước hơn là cái người mà cảnh sát lái xe lũi đụng vô trong nhà cái video ở ngay góc tường ở chỗ này cho chúng ta xem. Chuyện này xảy ra vào tháng 12 vừa qua. Đây là những video mới nhất của cảnh sát cho chúng ta xem. Chuyện này xảy ra đó là cái cái người chủ ở trong nhà cầm súng bắn ra bên ngoài. Toàn là bắn những cái súng mà trái sáng gần 40 phát khác nhau sau khi đó thì cảnh sát đã bu lại ở chỗ này đông nghẹt kêu anh ta ra ngoài và anh ta không ra ở bên trong là anh ta cầm súng rồi thủ bên trong cứ bắn kiểu như vậy ra ngoài cảnh sát bu ở ngoài đông hết cái người mà trốn trong nhà không có chịu đầu hàng không chịu ra ngoài đóng cửa cứng ngắc cảnh sát tới la lên đây là cảnh sát ở khu khu chỗ này làm ơn ngừng đừng có bắn cái những cái súng mà tới sáng nữa đạn sáng ra ngoài nữa lúc đó thì cảnh sát kêu ông ta là Mr. Giao làm ơn ông đừng có bắn nữa Theo của nhà chức trách bảo cho biết cái anh này là cái anh trốn ở trong nhà bắn đây anh ta 56 tuổi anh ta tên James Yu anh này là theo những người xung quanh nói cho biết những người xung quanh nhà đó, anh ta là người rất là trầm lặng, ít nói nữa. Anh ta không có dính dám gì tới khủng bố hay bất cứ cái gì cả và cũng không có gì đe dọa tất cả những người ở bên nhà xung quanh ở chỗ này và cũng không đe dọa cái cộng đồng gì cả. Rồi cảnh sát cũng cũng kêu tất cả những người sống gần ở đó rời khỏi tại vì sợ có nguy hiểm bất cứ chuyện gì xảy ra. Rồi lúc đó cảnh sát bao xung quanh sợ anh ta làm bất cứ cái gì về gas, về gas chạy vô trong nhà mà để nấu ăn đó, thì cảnh sát cũng kêu tắt luôn cái đường gas, đừng cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Rồi càng ngày lúc đó thì càng căng thẳng thêm anh ta ở bên trong, cầm súng không chịu ra ngoài. Cảnh sát kêu là làm ơn hãy đi ra ngoài, giơ hai tay lên, anh ra ngoài đầu hàng đi, tại vì cảnh sát đã bu xung quanh hết rồi, anh không có đường nào chạy đâu. Rồi cảnh anh ta không chịu đi ra, đã dằn cưa như vậy rất là lâu. Cảnh sát đã lên xe, đây là xe chống đạn, chạy tới ngay chỗ cái cửa luôn nói anh ta không chịu ra là cảnh sát sẽ đụng vô cho bể cái cửa trước để mà cảnh sát tấn công vô trong rồi sau khi mà xe cảnh sát lại gần tiếng ở bên trong nổ đùng 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 anh ta móc súng ra bắn lúc anh ta bắn liên tục cảnh sát đã về yeah, trở lại sau khi đó là một cái nổ, một cái phạm một phát là cái nhà sập hoàn toàn. Theo của nhà điều tra nói là anh Dư là cái người làm cho cái nhà nổ. Trong lúc này cũng kiếm được, cũng có xác chết ở ngay cái nhà chỗ này. và cảnh sát báo cho biết là xung quanh thì không có người nào bị thương nặng gì cả, bị thương ngoài da thôi, về cái nổ một phát một banh nguyên cái nhà như vậy. Nói như vậy nè, cái anh này khi mà cảnh sát bu xung quanh nhà đó, anh ta lấy một đống xăng ở trong nhà có sẵn ở dưới basement đó, ở dưới basement ảnh đổ xăng ra, ảnh châm lửa, ảnh bắn cho nó nổ thì nó nổ một phát một banh cái nhà phía ngoài đó vào tháng 12 hồi năm rồi nhìn thấy giống như mà pháo bông gì đó bung một phát cháy nguyên cái nhà chết luôn hiện tại thì không biết lý do tại sao mà anh ta làm như vậy ngay bây giờ đang điều tra đó không biết tại sao mà anh ta lại lại mua một đống xăng về để trong nhà rồi một ba cầm súng bắn ra ngoài cho đã rồi cảnh sát bu lại rồi tự nhiên bắn cho nổ nguyên cái nhà lên chơi vậy đó ngay bây giờ họ đang điều tra chuyện này đó là của đài NBC News báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngạm này. Đây là của đài ABC News. Báo cho biết. Đây là máy bay từ Mallorca to Vienna. Hiện tại thì máy bay bị trục chặt vấn đời. Máy bay lúc đó sửa soạn đáp xuống rồi máy bay kẹt trong cái mưa rầm 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 xảy ra vào lúc đó. Mưa nhìn không có thấy trên cái radar. Đó là mọi người cũng thấy cái mũi của máy bay bị mất tiêu rồi. Cái cửa kiến mà của máy bay cũng bị lủng lỗ. theo của những người trên máy bay nói cho biết, từ hồi đầu máy bay bay là ngon lành, không có chuyện gì hết. Cho tới chỉ còn hai chục phút cuối cùng mà sắp sửa đáp xuống là bắt đầu gặp mưa bão quốc tế rồi mưa đá. Nó quốc tế đập bể luôn cây à, mỏ của máy bay, bể luôn cửa kiến của người lái máy bay. Lúc đó máy bay gắn cần cự, người lái gắn chịu để mà đáp xuống. Lúc máy bay bay có cảm giác được đó là dính vô trong cái trận là mưa bão rồi mưa đá đập vô hai bên máy bay nữa. Những người ngồi trong máy bay có cảm giác được là mưa đá đang quánh xuống rung hết nguyên chiếc máy bay. Sau khi đó thì cái người lá máy bay đã gọi xuống dưới mây đầy, mây đầy, mây đầy báo cho biết là máy bay đang gặp trục trặc vấn đề mưa bão ở phía trên cho nên ngay bây giờ máy bay phải đáp xuống đại vậy thôi, tới đâu thì tới. Nhưng mà rất là mừng, máy bay đã đáp xuống được an toàn, bể cửa kiến ở phía trước, bể luôn cái đầu máy bay, xung quanh thì giống như bị mớp đủ chỗ hết chân của máy bay. Đây là một trận mưa đá, tới đột ngột, mưa bão xảy ra trong lúc này. Đó là của đài ABC báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Hold oh, on, let's go for this. À, đây là của đài ABC News báo cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Vào buổi sáng ngày này, có bốn người đang hồi phục trả lời. Đó là con bò đã nhảy qua cái chỗ hàng rào đây là một cái, cái rodeo xảy ra nằm ở bên oregon có rodeo coi biểu diễn bò con bò chạy tới đó tự nhiên nhảy qua cái hàng rào cái video này cho chúng ta xem nhìn thấy là con bò lúc đó nó chạy ra bên ngoài, nó đụng như người ta như vậy. Con bò này tên là Party Bus. Một ba Party Bus chạy đụng tú xua. Con bò đang chạy bên trong làm đủ trò hết. Một ba chạy tới hàng rào, múc ở ngang đầu nó. Nó nhảy một phát một qua hàng rào, văng vô bên trong. khi mà chuyện xảy ra như vậy, lúc đó tôi nhìn, tôi thấy tôi rất là sợ. Tôi nói chết rồi, đây là một cái mà nó không có bình thường hiện tại trong lúc này. Rồi rất là nhiều người la lên đủ hết, lúc đó con bò đang chạy, đụng kiếm người để đụng. Ai cũng thấy bò lúc đó là đua bỏ chạy trốn. và con bò cũng chạy lủi vô ngay cái chỗ mà cái thùng mà người ta đi restroom nó chạy vòng vòng ngay đó cả luôn chạy lủi vô ngay chỗ người ta bán đồ ăn và người ta gặp nó người ta loa chạy né lúc đó cô này nói tôi đây rất là sợ hãi về cái con bò nó làm như vậy tôi lo sợ tôi nghĩ là có người ta sẽ bị bò nó cụng rồi nó dậm luôn con bò lúc đó từ xa chạy lủi lại ngay cái tùng rác rồi sau khi đó là chạy lủi lại đụng ngay cái người phụ nữ hai lần văng lên trên không rồi đây là của, của chỗ này họ đưa ra họ nói cho biết như vậy khi con bò xảy ra thì có một người đã chạy tới rồi đẩy con bò nó đi về ngay cái hướng ở ngay cái chỗ mà chuyên môn giữ bò để mà chặn lại Và họ cũng cảm ơn, cảm ơn ơn khi có chuyện xảy ra như vậy. Những người chuyên môn coi ở ngay cái chỗ này, những người mà coi bò, họ đã chạy ra để mà kéo con bò lại rất là nhanh. Và họ đã làm được đâu ra đó, đỡ hơn nó trở thành càng ngày càng tồi tệ. Đây là một cái rất là mừng. Những người làm ở đây đã làm như vậy. Đây là chuyện xảy ra vào bữa thứ bảy, vào buổi tối, nằm ở bên Oregon. Họ có chơi rodeo. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày hôm nay. Đây là của đài TBS báo cho biết. Anh chị em cũng biết hiện tại người bây giờ đó, vào mùa hè năm nay, thì đây là một trong những cái chương trình, đó là phim ảnh của trên Hoa Kỳ đã trả lời. Và một trong những cái phim mà hiện tại ngay bây giờ là hot đó là đông người coi trong lúc này đó là bad boy ride or die đây là của phim will smith họ báo cho biết về chương trình này những cái người thích coi phim đó là vào cuối tuần vừa qua họ đã xem cái phim mà open rất là lớn đó là của Will Smith Bad Boy Ride or Die. Tính ra đây là cái tập thứ 4 của Will Smith đưa ra của Ride or Die. Ngay bây giờ thì của phim ảnh rất là nổi tiếng cái phim này. Tính ra rất là lâu rồi. Will Smith mới được một cái phim được nổi tiếng lớn mà đông người xem tới. Sau khi về cái chuyện xảy ra lần rồi, Will Smith đã tán Chris Rock ngay mặt lúc đó ở trên Grammy Award. Vào năm 2022, chuyện này xảy ra. Chris Rock lúc đó là nói chuyện tiếu, nói chuyện tiếu về vợ của Will Smith. Will Smith đã xin lỗi rất là nhiều lần. Xin lỗi rất là nhiều lần những chuyện gì mình đã làm vào lúc đó đi lên trên sân khấu tán Chris Rock. Will Smith đã bị cấm, không có cho dính dám tới Grammy War nữa. Bị cấm 10 năm trời. Sau khi đó thì Will Smith tất cả những cái ý gì của ông ta về cái career của ông ta về đóng phim thì bắt đầu bị quăng vào một bên. Cho tới ngay bây giờ. Nhìn thấy hiện tại cái bây giờ những cái người fan ủng hộ Will Smith có lẽ là tha lỗi cho Will Smith để đi coi phim của ông ta trở lại. Đó là cái phim mà ngay bây giờ coming out Bad Boy. về của những người mà thích Will Smith cũng có mặt của trong cái thua mà diễn Will Smith đi quảng cáo cái phim của mình. Thấy Will Smith đi trên thảm đỏ bên Mexico và ở bên Saudi. Và ở Los Angeles thì Will Smith đứng trên chiếc xe double deck, chiếc xe hai tầng và la lên rất là nhiều. Và la lên người ta ủng hộ phía dưới rất là nhiều. Cả luôn những người mà đi coi phim của Will Smith thì Will Smith đi ra để mà gặp mọi người. Nhưng mà rất là ngạc nhiên người ta không có biết là Will Smith có mặt ở trong một rạp hát. There you go, Will Smith nói là Will Smith à, uh, rất là mừng mọi người enjoy thì ai cũng giật mình hết nhìn qua mới biết là Will Smith từ nãy giờ đi coi phim chung ở trong đó cái phim Will Smith Bad Boy Ride or Die mở ra thì rất là đông người xem vào cuối tuần vừa qua đó là cái ngày lễ Memorial Day rất là đông người xem. giống như hiện tại trong lúc này về phiên ảnh của trên Hoa Kỳ có nhiều phim không có ai xem cho lắm, không có được khá. Ngay bây giờ thì phim Will Smith ra thấy đông người xem. Đó là một cái rất là mừng, mừng cho Hollywood trong lúc này. Đây cũng làm cho rất là mừng của về phiên ảnh có đông người xem và bán vé được nhiều hơn của về Hollywood. Nhưng mà đối với phim ảnh của trên Hoa Kỳ thì phải cần nhiều hơn nữa chứ không phải cần Will Smith không. Để trả lời giống như thời xưa mà đông người đi coi phim. Tính ra tới ngay bây giờ, cái ticket sale mà bán đi coi phim nó giảm xuống là 26% năm 2023. tính ra trước kỳ đại dịch thì đây là cái giảm xuống nó thấp khoảng chừng 40% tính ra trước khi đại dịch. Hồi lúc trước rất là đông người thích xem phim ảnh. Đây là một trong những lý do đó là mới vừa năm rồi biểu tình của Hollywood làm cho một số phiên ảnh của trên ở Hoa Kỳ không có bao nhiêu phim mà để đưa ra ngoài, tại vì lần rồi là biểu tình của những người mà viết kịch bản thì họ biểu tình ngừng lại hết về phim ảnh. Tôi nghĩ là sắp tới đây có nhiều cái cũng tốt cho về Hollywood đó là có rất là nhiều những phim ảnh lớn của trên Hoa Kỳ sẽ chiếu trong mùa hè năm nay. Với y tỷ như những cái phim đó mà đưa ra mà số người xem giống y như những gì mà suy đoán. Đó có nghĩa là chúng ta sẽ có, có cách nhìn khác và nó khá hơn về phim ảnh. Đó là à, qua khỏi cái mùa hè bước vô mùa thu sắp tới đây. Ok, đó là của đài báo cho biết về phiên ảnh của trên Hoa Kỳ hiện tại trong lúc này ha. Tới ngày bây giờ nó đang trở thành vậy. Đó là của đài báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Hiện tại ngay bây giờ, đối với chính quyền của ông Châu Bài và cả luôn ông ta muốn về chiến tranh của trên Hoa Kỳ ngừng không phải chiến tranh doanh hoa kỳ nha ông muốn là chiến tranh giữa israel và hamas ngừng và đây hiện tại thì ông anthony blinken cũng có mặt để mà đưa ra kiếm cách làm sao để ngừng và kiếm cách để nói chuyện về chiến tranh xảy ra đây là ông ngoại trưởng của hoa kỳ đưa ra kiếm cách để giải quyết về chuyện này ông ta mới vừa qua qua bên ý chúc rồi bây giờ sắp sửa đi tới israel để đưa ra nói về cái cách làm sao để giải quyết hiện tại trong lúc này ông ta kiếm cách làm sao đẩy đi cái chương trình mà ngừng chiến trong lúc này mới vừa đây israel cũng bị người ta chỉ trách chỉ trách về cái chuyện mà cứu người ở trong Gaza. Trở thành rất là nhiều người dân Palestine bị chết. Theo được biết, đó là đúng, Hoa Kỳ là đưa ra báo cho biết những chuyện gì xảy ra và làm như thế nào để tấn công. Hoa Kỳ nói cho biết là những người bị bắt ở bên trong ở chỗ nào, Hoa Kỳ chỉ báo cho biết thôi. Chứ Hoa Kỳ không có đưa bất cứ một người lính nào vô trong cái chuyện mà chiến tranh giữa israel và hamas đó là hoa kỳ chỉ support báo cho biết những chuyện gì xảy ra vậy thôi nhưng mà trong lúc này theo được tin tưởng đó là có một số những người hoa kỳ vẫn còn hamas đang bắt cóc ở bên trong Đây theo được biết về cái chuyện mà tấn công vô ở ngay Gaza. Đó là lính chán Israel tấn công vô. Không có một người mà bị bắt mà của Hoa Kỳ bị chết về cái chuyện mà tấn công vô lần này. Ngay bây giờ thì họ cũng đang xem xét kỹ lợi ở tất cả chi tiết về chuyện này. Theo của Tòa Bạch Ốc nói cho biết về cái chuyện mà tấn công vô ồ, mà cứu những người con tin Israel đã làm đó là cũng rất là buồn, tại vì tấn công vô như vậy đó đã cứu được chỉ có bốn người con tin ở bên trong, nhưng mà tính ra những người cứu được bốn người dân Israel mà lại chết đi là Theo của Hamas báo cho biết là hai trăm mấy người dân Palestine đã bị chết. Thì cái câu hỏi này, đây là cứu những người Palestine như vậy thì có đáng hay không để trả cho hai trăm mấy người. Rồi bảy trăm mấy người đã bị thương vì chuyện này. Đó là của đài ABC News báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. <laughs> Hiện tại trong lúc này, ông Trump sắp sửa đây, sắp sửa interview, phỏng vấn, phỏng vấn về cái chuyện mà bị tội xảy ra ở bên New York, sẽ kế tiếp như thế nào. Và cũng tính tới ngay bây giờ, đây là cái campaign đầu tiên của ông cụ tổng thống Donald Trump sau khi ông ta bị tội ở bên New York, ông ta đi tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ. Đây là cô Rachel báo cho chúng ta biết ngày hôm nay. Hey George, Donald ông Donald Trump lên tranh cử tổng thống trên Hoa Kỳ ở bên Vegas, ông ta không có nói nhiều về cái chuyện mà xảy ra ông ta bị tội ở bên New York. Ông ta hiện tại phải đây ăn phải đối mặt đó là đi tranh cử tổng thống trên hoa kỳ đi tranh cử tổng thống trên hoa kỳ trong lúc là một người bị tội ông trump ông có mặt bên vegas đi tranh cử sau khi đó sửa soạn sửa soạn cho cái bị probation sắp sửa đây là phải gọi điện thoại qua nói chuyện với ở bên tòa ở bên New York. Vào buổi sáng ngày hôm nay, ông Trump đầy thấu một cái campaign and campaign đi tranh cử tổng thống bên Vegas. Sau khi mà ông ta bị tội bên New York, thì ngay bây giờ đi tranh cử bên Vegas trong lúc này. Và ông cũng sửa soạn nói chuyện đó là bằng điện thoại trên online giấy ở bên New York về cái chuyện mà ông bị tội phải cần nói chuyện với probation. Ông Trump đứng phát biểu bên Vegas nói như vậy, tôi đây bị truy tố hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác, chưa bao giờ một thời gian ngắn như vậy mà tôi bị truy tố nhiều cái tội như vậy. Tôi giống như một trái banh ping pong họ đá qua đá lợi như vậy. Hồi cuối tuần vừa qua, ông Trump cũng kêu những người dân bên Vegas, những người dân ủng hộ của ông Trump ủng hộ thêm nữa. Và ông Trump cũng tấn công luôn nói về cái chuyện mà những cái gì mà tội phạm mà thưa gửi giọng đó thì ông nói xấu đủ hết và ổng cũng tấn công luôn những cái người mà thưa ổng cái gì cái gì cái gì ổng cũng tấn công luôn hết tất cả và cũng dùng những cái từ ngữ không có đẹp cho lắm khi nói chuyện về ông jack smith ông trump kêu ông jack smith là một thằng lộn xộn một thằng không biết đâu về đâu và một thằng ngu và cả luôn dùng cái từ ngữ chữ tục rồi sau khi đó nói về ông Jack Smith. Những cái người mà ủng hộ cho ông Trump đó đứng đợi một hàng dài gần cả tiếng đồng hồ trở lên trong lúc đó trời rất là nóng ở bên Vegas. ông trump đứng phát biểu nói tôi đây không ông có lo mọi người như thế nào tôi đây không có cần biết mọi người ra làm sao tôi chỉ cần biết cần mọi người bầu cho tôi là đủ rồi rồi sau khi đó ở dưới người ta cười ông trump ông nói thêm nữa ngay bây giờ đó những nhà báo sẽ ghi những cái này nói là à, tôi ơi đây là cái người mà nói chuyện rất là tồi tệ theo của nhà chức trách báo cho biết, có 24 người đi lại để mà xem cái rally của ông Trump bị trúng nắng nặng quá trời, tại trời quá nóng, phải bỏ vô trong xe cấp cứu. Và ông Trump cũng dùng những cái từ ngữ không có đẹp cho lắm. Về cái chuyện của những người di cư, ông nói đó, ông dùng nhiều từ ngữ không có đẹp và ông cũng đưa ra chỉ trách luôn ông châu bai về cái chuyện những người di cư và ông trump cũng nhảy ra nói về cái chuyện những cái gì mà của teleprom đưa ra nói thì ông phải nói theo đủ hết ông trump nói tôi đây không có tiền để mà bỏ ra để mà để những cái bản để mà kêu đọc theo cái gì cái gì đó. Tôi không có tiền. Và tôi đây cũng không ông có tiền những làm những cái chuyện đó. Cho nên ông Trump đứng phát biểu như vậy. Và ông Trump cũng đưa ra nói về cái chuyện mà những người mà tấn công vô trong quốc hội của Hoa Kỳ. Chuyện đó xảy ra vào ngày 6 tây tháng 1 vừa qua ông trump kêu những cái người mà tấn công vô trong quốc hội của hoa kỳ đó là những người warrior những người mà chiến sĩ ông trump kêu những người đó là j6 warrior đó là những người warrior những người anh hùng không họ là nhiều hơn nữa họ là những người nạn nhân Họ là những người nạn nhân của những gì xảy ra vào ngày 6 tây tháng 1. Nhưng mà chuyện sự thật nó là như vậy, khoảng chừng 500 người. Có 500 người mà hiện tại đó là được bắt. Chính phủ Hoa Kỳ bắt khoảng chừng 500 người tấn công vô trong Quốc hội Hoa Kỳ vào lúc đó đang bị tội năm trong người đó là những người tấn công vô trong quốc hội của hoa kỳ và những người cũng quánh luôn cảnh sát đủ hết những người đó lúc mà lên trên tòa thì người ta nói là người ta chỉ là à, đi chung với đám vậy thôi rồi có những người cũng nhận tội những gì mình đã làm sai tấn công vô trong quốc hội của hoa kỳ cho dù mà trời ở ngoài rất là nóng vào cuối tuần vừa qua người ta cũng đứng xếp hàng rất là dài để mà ủng hộ cho ông trump có nhiều người bận những cái áo ghi đủ chữ hết giống như ông này để cái chữ ở trên cái áo của ông bạn để là tôi sẽ bầu cho cái người tội phạm cái áo ông bạn ghi chữ vậy đó đài hỏi về cái chuyện mà ông trump mà bị tội đó thì như thế nào hỏi ông đó thì ông đó nói không sao cả còn hỏi ông này với ông trump mà bị tội thì có làm cho ông suy nghĩ về cái chuyện có bầu trong tay không ông này nói không sao cả tôi vẫn bầu như thường À, đây là dù cho ông Trump có tội chi nữa chỉ làm cho tôi ủng hộ cho ông Trump thêm gì thôi chứ đâu có gì đâu à ông đó nói là vậy còn đây là ông John Powell cái người nằm trong đảng Cộng Hòa nói cho biết ông John nói là tôi đây cảm giác là có nhiều cái nó không có cá giống như đối với một người dân và một người bầu cử. Đó là giữa hai bên đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, họ không đưa ra người nào cho khá để mà đi tranh cử tổng thống hết. Trong lúc này, ông Trump trở lại đi tranh cử tổng thống dân Hoa Kỳ. Ông Joe Biden thì đang còn ở bên nước ngoài chưa có trở về Hoa Kỳ. một trong những chỗ đó là ông cho bay đang đi viếng thăm cái chỗ nhị tỳ của những người lính về world war one đó là nằm bên ngoài paris cái chỗ này là nhị tỳ của những người lính mà à, của chiến tranh lần thứ nhất trên thế giới chỗ đó là cái chỗ mà rất là nhiều người lính của hoa kỳ đã chôn cho nên ông Joe Biden đã lợi viếng thăm. Vào 2018, ông Trump không có tới để viếng thăm, đó là vào tháng 11, 2018. Theo của chánh quyền của ông Trump nói, đó là tại vì mưa bão thời tiết không có tốt, cho nên không có viếng thăm. Nhưng mà ông John Kelly, cái ông này là Chief of Staff ông đưa lên ông nói về chuyện này vào lúc đó lúc đó là ông stab ông nói là ông trump không có muốn đi tới chỗ đó ông trump kêu những người lính trẻ của chiến tranh thứ nhất trên thế giới những người mà đã bị chết chôn tại chỗ này đó là những người loser nhưng mà ông trump Ông tới ngay bây giờ nói là mình không có nói những câu đó. Cái chỗ mà ông Joe Biden tới viếng thăm còn đối với ông Trump lần rồi làm tổng thống, thì ông Trump trốn luôn, không có tới. Ông Joe Biden nói khi mà đi tới Normandy, đã tới bên đây dự cái lễ mà kỷ niệm 80 năm Tại sao mà không bỏ thời gian từ đằng kia đi tới đằng này cũng không có xa, bài có chút xíu đã tới, thì tại sao ông tới đây để viếng thăm những người đến trẻ? Hồi xưa của Hoa Kỳ về chiến tranh của World War One đã chết tại chỗ này. Mình phải tới viếng thăm đâu là đó? Đó là của đài ABC báo cho biết. Ok, tới đây là Andy ngừng nha. Bye bài.